tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Đổi vận giàu sang, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý tín chủ tuổi Kỷ Dậu kính mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là, trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên, nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học. Số có đức độ, ắt thắng được số phận nghiệt ngã, có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu thành tốt, thu hái lộc lá về đầy nhà, ấy là do đức năng của người đó. Mới đây nhất, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng, người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm trong vận trình của mình từ trước đó, nhưng bước sang năm Giáp Thìn 2024, sẽ xoay chuyển vận mệnh, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, mà giàu sang phú quý hơn người, tiền bạc ùn ùn kéo đến, trả sạch nợ nần, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy, vận trình trong năm Giáp Thìn 2024 của quý tín chủ tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng là 56 tuổi âm lịch và 55 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, vận niên và tứ trụ. Tử vi nam mạng Kỷ Dậu 2024 về thiên can. Thiên can kỷ của người tuổi này ngũ hành thổ, gặp năm thiên can giáp ngũ hành mộc là tương hợp, người tuổi này trong năm mưu cầu về công danh khá tốt, công việc kinh doanh làm ăn nhận được giúp đỡ của quý nhân, nhiều khả năng đầu tư chung, mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi 2024 Kỷ Dậu, nam mạng về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can, thì chủ mệnh nên lưu ý, ngũ hành thiên can năm 2024 Giáp Thìn khắc với ngũ hành thiên can tuổi. Vì thế chủ mệnh có thể dễ ốm đau trong năm này, cần lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe và thăm khám đầy đủ, định kỳ. Tử vi nam mạng Kỷ Dậu năm 2024 về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Dậu, gặp năm địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp. Trong năm người tuổi Kỷ Dậu kinh doanh hay buôn bán đều có cơ hội mở mang thêm công việc. Bên cạnh đó, chủ mệnh được hỗ trợ của quý nhân trong các công việc, làm ăn đạt được thành quả mong muốn. Khi xét về ngũ hành địa chi của năm, gặp ngũ hành địa chi của tuổi là tương sinh, thể hiện ý nghĩa tốt, trong năm chủ mệnh xuất tiền nhiều cho làm ăn hoặc có sự đầu tư kinh doanh. Tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về ngũ hành. Người tuổi này ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn thuộc ngũ hành hỏa, thể hiện về quan hệ tương sinh rất tốt. Theo đó đây là năm thuận lợi đối với chủ mệnh tuổi này, cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm 2024 về việc mưu cầu liên quan đến danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành thổ xuất hành đi xa, gặp khó khăn nhận được hỗ trợ của quý nhân. Tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về cung phi. Cung phi tuổi này thuộc tốn có ngũ hành mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc chấn cũng có ngũ hành thuộc mộc là diên niên. Ý nghĩa về năm Giáp Thìn có sự củng cố về gia đạo của người tuổi này, sự nghiệp làm ăn kinh doanh thêm phần vững chắc, có quý nhân hỗ trợ. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 thì đây là năm tốt cho người cung phi tốn, tiến hành thay đổi công việc nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi là tương trợ, vì thế xuất hành đi xa trong năm có lộc đưa tới. Vận niên tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm 2024. Gặp vận niên, mã trúng đao, xấu. Mã trúng đao hay mã bị đao, tức ngựa chiến bị đao kiếm làm bị thương. Tức tả xung hữu đột, làm bao nhiêu việc tốt cho người này người nọ, rốt cuộc mình bị thiệt hại. Do vậy khi gặp vận niên này thì gia chủ nên thận trọng thì mọi chuyện chỉ là nhỏ nhặt. Về tình cảm, chỉ nên nghĩ tới chuyện hôn nhân khi đã thành danh.
Xét về tứ trụ tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng năm 2024. Thiên tuyệt địa hỏa, Nam Mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024 cần chú ý trong nhà công việc làm ăn không được tốt làm ảnh hưởng tới tình cảm cũng như thiếu hòa khí trong gia đình. Sao chiếu mệnh. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đề phòng bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn ngủ mộ. Trong năm Giáp Thìn, Nam Mạng Kỷ Dậu có thể gặp bất lợi liên quan tới phương diện về tài chính, tiền bạc, đề phòng mất mát của cải hay hao tán về tiền bạc. Chớ mua đồ trong năm này mà không có hóa đơn, không nên cho ngủ nhờ để tránh mang vạ vào thân. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu 1969 đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời, lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Xét về vận trình sự nghiệp của quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu có con đường công danh, sự nghiệp như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh và các mối quan hệ rộng rãi, quý ông tuổi Kỷ Dậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, quý ông tuổi Kỷ Dậu đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vừa gặp được cục diện ngũ hành tương sinh, thiên can tương hợp hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường chỉ lối. Cho nên quý ông tuổi Kỷ Dậu cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức, sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Quý ông có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Năm Giáp Thìn 2024 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Có thể thấy, năm này với quý ông tuổi Kỷ Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng quý ông cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Quý ông cũng chớ nên tin theo lời nịnh bợ của người ngoài, kẻo rơi vào bẫy răng sẵn lúc nào chẳng hay. Xét về vận trình tài lộc của quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý ông tuổi Kỷ Dậu bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy vận trình tài lộc nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Năm này là thời điểm lý tưởng để quý ông tuổi Kỷ Dậu cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tài lộc của quý ông tuổi Kỷ Dậu nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Quý ông chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp trong công việc mà được thăng chức, tăng lương. Quý ông trở thành tấm gương cho mọi người học tập, là người dẫn đường chỉ lối cho tập thể. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, quý ông cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, quý ông tuổi Kỷ Dậu cũng cần chú ý vì có thời điểm gặp khó khăn, bị vận khí xấu tác động nên không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Lời khuyên cho quý ông tuổi Kỷ Dậu trong năm này là chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, tham thì thâm. Đặc biệt, trong năm này với sự tác động của hạn ngủ mộ, chủ về hao tán tài lộc, quý ông cần phải chú ý hơn,
có kế hoạch trong cách quản lý về tài chính. Nếu như có người khác vay mượn về tiền bạc thì nên tìm cách từ chối khéo léo, nếu không sẽ gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Trong năm 2024, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo, thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý ông tuổi Kỷ Dậu cũng khá tốt, thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui đưa tới, như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với quý ông đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao, quý ông trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Ở độ tuổi ngoài 50, quý ông tuổi Kỷ Dậu đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với quý ông tuổi này. Xét về vận trình sức khỏe của quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu có vận trình sức khỏe có chút gập ghềnh, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Nếu có đau ốm cũng mau lành, do gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Có điều, trong năm này đối với quý ông tuổi Kỷ Dậu, cần lưu ý tác động của tử phù là hung tinh, khiến cho bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Năm này quý ông cũng đang có điềm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra, cho nên quý ông cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận về đồ đạc, rất dễ bị trộm cắp, đề phòng kẻ gian, chú ý đường sông nước, kẻo gặp họa về đuối nước. Quý ông tuổi Kỷ Dậu trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, quý ông cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Kỷ Dậu, Nam Mạng, xuất hành vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Kỷ Dậu gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Kỷ Dậu. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý ông. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch,
thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý ông, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xung đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xung đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi Xung đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 2017, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 2014, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Giáp Tuất, sinh năm 1994, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hại, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, trong năm 2024, có phạm tam tai, kim lâu, hoàng ốc, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu gặp tam tai vào các năm Kỷ, Dậu, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý ông sẽ không phạm tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý ông tuổi Kỷ Dậu trong năm này phạm Hoang Ốc, ngũ thọ tử, xấu, không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Thái Tuế năm 2024, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Ngũ Mộ và sao Thổ Tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Ngũ Mộ đối với tuổi Kỷ Dậu, nam mạng. Nhắc đến hạn Ngũ Mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn Ngũ Mộ là tốt hay xấu. Ngũ Mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn Ngũ Mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn Ngũ Mộ chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể hạn Ngũ Mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian, tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Ngũ Mộ đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng,
Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Quý ông tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm 2024, bị sao Thổ Tú chiếu mạng. Sao Thổ Tú, dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao Thổ Tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, sao này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì lớn. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu bạn giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, trong năm 2024. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tổng thể con đường tài lộc của quý ông tuổi Kỷ Dậu tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, quý ông tuổi Kỷ Dậu chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh quý ông là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Tuy nhiên trong tháng cũng có hung tinh ám tàng, công việc có chút xáo trộn, quý ông cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Năm mới, nếu không muốn bị ảnh hưởng nhiều bởi các hung tinh, thì tốt nhất quý ông tuổi Kỷ Dậu nên cẩn thận về tài sản, đồ đạc, cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng này tương đối xấu. Trong tháng này quý ông dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân sa sút do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, ý ngọ mão dậu, cùng các sao hung tinh quấy phá, công việc gặp trục trặc, các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, tiểu nhân hãm hại, các dự án đầu tư hay các kế hoạch đang thực hiện khó bề đạt được như dự kiến, quý ông phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bản mệnh lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Vì vậy, khuyên quý ông tuổi Kỷ Dậu nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân.
Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Quý ông tuổi Kỷ Dậu bước sang tháng 3 âm lịch này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc lại có những dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ dưới sự trợ giúp của nhị hợp trợ mệnh. Quý ông đã lấy lại được tinh thần làm việc, công việc dần đi vào ổn định, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Về đường tình duyên của quý ông tuổi Kỷ Dậu lại hanh thông bất ngờ, với người còn độc thân, bản mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc của một đối tượng nào đó. Nếu người đó thật lòng yêu mến bạn thì đây có thể là cơ hội giúp bạn nhận ra tấm lòng của đối phương và trân trọng đối phương nhiều hơn. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản mệnh không gặp các bệnh tật gây khó chịu. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người có sức khỏe kém cũng có thể cải thiện rất nhiều sức đề kháng trong tháng này. Tinh thần của quý ông cũng trở nên tốt hơn và thoải mái. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Vào tháng 4 âm lịch, đối với quý ông tuổi Kỷ Dậu có vận trình tình cảm phát triển cũng khá tốt. Công việc dần vào guồng, việc xử lý việc gì cũng trở nên suôn sẻ hơn. Quý ông có thể thử đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn cho mình, chớ nên giới hạn bản thân ở những điều đã quá quen thuộc. Thử sức ở cái mới sẽ khiến bản mệnh phát huy được tiềm năng của bản thân. Với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, các quý ông tuổi Kỷ Dậu không phải vất vả nhiều mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Đặc biệt, trong tháng này, một số người làm việc trong các công ty tư nhân có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Bởi vậy, quý ông có thể nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc thư giãn cùng nửa kia. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng này có phần sa sút, bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của các hung tinh, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, thậm chí mắc phải những sai sót, sai lầm, cản trở sự nghiệp. Với những sai lầm, quý ông cũng cần tìm ra phương pháp để sửa chữa kịp thời. Quý ông tuổi Kỷ Dậu nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ, tránh sao nhãng, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý ông tuổi Kỷ Dậu đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con gà đã tăng lên đáng kể. Trong tháng này, quý ông tuổi Kỷ Dậu sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Bạn có thể làm quen với một số nhân phẩm mới tốt đẹp thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ. Vận may trong tháng rất mạnh nếu nhưng các quý ông tuổi Kỷ Dậu biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bạn không chỉ có thể thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Bước sang tháng mới, vận trình công danh sự nghiệp của quý ông tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu chững lại. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng giảm sút do nhu cầu của thị trường giảm, hàng hóa của quý ông bị tồn ứ, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trong tháng. Những người làm ở văn phòng, công chức, viên chức, công việc có phần nhà hạ hơn, mọi việc vẫn tiến triển đều đều. Quý ông có nhiều thời gian dành cho gia đình và thực hiện những sở thích cá nhân. Về tình hình sức khỏe của quý ông tuổi Kỷ Dậu, trong tháng này lại không được tốt, bị sao hung tinh đeo bám, phá hoại. Sự tác động của tử phù rất mạnh, quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm, hạn chế đến những nơi sông nước, ao hồ hay những nơi có nhiều âm khí, bị ảnh hưởng bởi trường khí xấu, có thể nguy hại tới tính mạng, đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Đối với quý ông tuổi Kỷ Dậu bước sang tháng 8 âm lịch, về vận trình tài lộc có thể bị cản trở. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao, một số người sẽ có những công việc phát sinh ngoài ý muốn, điều này sẽ làm hao tài tốn của hoặc thâm hụt trầm trọng trong tháng này. Đặc biệt, trong các vấn đề có liên quan đến đầu tư tài chính, quý ông có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng vào thời điểm. Cục diện Dậu tự hình, quý ông tuổi Kỷ Dậu cần chú ý quản lý tài chính tốt hơn. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia càng nhiều càng tốt, kẻo gây ra tổn thất nặng nề và không thu được lợi nhuận như mong muốn.
vận trình tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của các quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch có những dấu hiệu khởi sắc nhất định. Với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt đức, tài tinh, giúp cho các quý ông tuổi Kỷ Dậu có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể. Bản mệnh thường có được cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình ở nơi làm việc. Vì vậy, đối với quý ông cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của quý ông ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Tử vi cho thấy, với các quý ông tuổi Kỷ Dậu trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng bản mệnh tuổi Kỷ Dậu cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, nam mạng. Tháng mới gặp cục diện tứ hình xung, ý ngọ mão dậu gây trở ngại, vận trình của quý ông tuổi Kỷ Dậu bị bao trùm một màu ảm đạm, thị phi, mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này, có thể khiến người tuổi Kỷ Dậu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Song quý ông không nên nghĩ tới việc từ bỏ giữa chừng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Vận khí suy giảm, trong hung tàng cát, quý ông tuổi Kỷ Dậu cứ nghiêm túc cố gắng, chăm chỉ nỗ lực làm việc hơn trước. Mọi khó khăn trở ngại rồi sẽ qua nhanh, bằng cách đó quý ông vẫn sẽ thu được thành quả cho mình. Dù vận trình không mấy thuận lợi, nhưng may mắn thời điểm này quý ông tuổi Kỷ Dậu vẫn duy trì được thể trạng tương đối tốt. Việc ăn uống khoa học kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao giúp cho quý ông duy trì được cơ thể khỏe mạnh, đảm bảo vận hành tốt được khối lượng công việc cuối năm. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của quý ông tuổi Kỷ Dậu khởi sắc mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của sao Mộc Đức lại được tam hợp trợ vận, giúp cho quý ông có được tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này biết tận dụng lợi thế để phát huy điểm mạnh của mình, ghi điểm trong mắt cấp trên, kết quả gặt hái được một khoản tiền thưởng nóng cuối năm tương xứng với công sức bỏ ra. Bản mệnh được sự chỉ dẫn của người đi trước, công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý ông có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Về sức khỏe, trong tháng này quý ông tuổi Kỷ Dậu có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy. Vì vậy, lời khuyên cho quý ông tuổi Kỷ Dậu nên hạn chế đến những nơi đông người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.